Thưa quý vị, thiết thực lập thành tích chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023-2028. Thời điểm này, các cấp công đoàn cơ sở trong tỉnh Đồng Nai đang tích cực phát huy vai trò trách nhiệm, tham gia thực hiện nhiều công trình phần việc ý nghĩa, thiết thực, nhất là các hoạt động chăm lo an sinh xã hội và chung tay xây dựng cảnh quan môi trường tại địa phương. Đây là những công đoạn cuối để hoàn thành việc đổ bê tông tuyến đường dân sinh dài hơn 100m tại ấp Thọ An, xã Bảo Quang, thành phố Long Khánh. Tuyến đường do Liên đoàn Lao động thành phố Long Khánh thực hiện là công trình ý nghĩa chào mừng Đại hội Liên đoàn Lao động thành phố lần thứ 4 và Đại hội Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Nai lần thứ 11, đồng thời góp phần hoàn thành việc xây dựng khu dân cư kiểu mẫu của địa phương. Theo đó, để hoàn thành tuyến đường này, ngoài 90 triệu do công đoàn chi trả thì bà con nhân dân trong tổ cũng đóng góp thêm 30 triệu cũng như hiến thêm phần đất mặt tiền để thực hiện công trình này. Qua khảo sát và họp dân, họp ấp thì với cái dự kiến công trình là 120 triệu, tuyến đường là trên 100 mét, bề ngang là 5 mét. Thì qua họp dân thì cũng đã thống nhất với người dân. Thì ở đây thì cũng không có nhiều hộ dân, và những hộ dân này cũng rất là khó khăn trong cái việc mà đóng góp để xây dựng cái công trình này, và người dân rất là mong muốn để làm cái công trình này. Đường sình mà cái chỗ này nó đá nhiều lắm, hôm nay mình làm mặt bằng rồi đổ đất lên nó cao thì tất nhiên là cái đường này nó thông thương, mai mốt đường này chân người ta đi tiện, rất là tiện luôn á. Còn tại huyện Thống Nhất, hướng tới chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023-2028, Liên đoàn Lao động huyện đã thực hiện công trình điện đường thắp sáng cho tổ 15 ấp Ngô Quyền, xã Bầu Hàm 2. Con đường này có chiều dài gần 2.000 mét với tổng kinh phí là 126 triệu, bao gồm 76 bóng đèn LED. Trong đó, công đoàn huyện hỗ trợ 80 triệu, còn lại do người dân hai bên đường đóng góp. Được biết, tới đây, công đoàn huyện tiếp tục triển khai thêm việc lắp bóng đèn ở tổ 17 trên cùng địa bàn, giúp người dân đi lại dễ dàng hơn vào buổi tối. Trước đây là cái con đường này là được xã hội hóa nông thôn để dùng cho người dân để địa bàn 2 để làm cái nông thôn mới. Thì sau đó thì nhờ cái phong trào phát động này thì Liên đoàn Đồng huyện cùng với là ấp Ngô Quyền và tổ 15 để thực hiện cái đường điện thắp sáng này cho nhằm thuận lợi cho bà con là đi lại cho ban đêm dễ dàng hơn. Sau khi mà thắp sáng điện lên rồi thì dân nó rất là mừng, và tôi cũng ở đây là cũng là một người dân, cũng đại diện cho khu vực dân nói riêng cái tổ 15 và nói chung thì nó cả hai tổ 17 luôn. Là cũng xin chân thành cảm ơn, coi như là các cấp chính quyền trên cũng đã có tấm lòng tài trợ cho dân của tổ 15 này được có một con đường, có một ánh sáng ban đêm để bảo đảm an toàn, thứ nhất là về giao thông, thứ hai nữa là về an ninh trật tự ở cái khu vực dân cư này. Ngoài hai địa phương trên, hiện công đoàn các địa phương khác trong tỉnh Đồng Nai cũng đang sôi nổi phát động phong trào thi đua và triển khai công trình phần việc chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp. Qua đó đã tạo ra khí thế sôi nổi trong công nhân viên chức lao động bước vào nhiệm kỳ mới 2023-2028.